Vừa qua thì tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tư vấn Quản lý Quốc tế EMBA MCI tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển bền vững. EMBA MCI là một trong những chương trình quản trị kinh doanh đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực tư vấn quản lý. Tại Việt Nam, EMBA MCI nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ, một trong 9 trường đại học khoa học ứng dụng danh tiếng nhất của Thụy Sĩ và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Ngoài ra, EMBA MCI là chương trình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận quốc tế về chất lượng đào tạo bậc cao FIBA, Foundation for International Business Administration Accreditation. Bên cạnh đó, chương trình cũng đạt chứng nhận ISO 9001:2008. Vì thế, đây là nền tảng của hơn 300 thạc sĩ quản trị kinh doanh nhận bằng tốt nghiệp của EMBA MCI đã chứng tỏ điều đó. 27% học viên là giám đốc điều hành hoặc là tổng giám đốc, 31% là giám đốc trưởng phòng, 10% là chủ doanh nghiệp, v.v. Đặc biệt, trong bối cảnh phong trào khởi nghiệp đang dấy lên mạnh mẽ, tỷ lệ học viên có nền tảng kỹ thuật, kỹ sư học EMBA MCI đang ngày càng gia tăng. Hơn thế nữa, EMBA MCI còn tổ chức hơn 1.200 hội thảo với các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước về nhiều chủ đề khác nhau, phân tích và tìm hướng đi cho từng vấn đề trong lĩnh vực quản lý, quản trị doanh nghiệp, tư vấn quốc tế, khởi nghiệp, gọi vốn.